một cái cây sầu riêng đã được cắt tỉa cách đây một tháng. Thì anh em cũng đã cắt tỉa cho chú Quận ha, thì mời anh em cùng xem. Thì sau một tháng nó đã trải qua được nó ra được cái cờ đọt, nó kéo dài rất là đẹp này nè. Đó anh em xem ha. Đây rất là đẹp ha. Thì anh em đã áp dụng cái biện pháp cắt mà không làm si cây á anh em. Thì sau một tháng là cây chúng ta nó ra cái cờ đọt rất là đẹp, nó không làm si cây ha. Thường thường thì bà con và anh em mình nói là khi mà cắt tỉa làm chi để cho cây mà nó si nó chậm lớn. Nhưng mà thật chắc là anh em chúng tôi đã cho đi những cái quy trình phân thuốc rất là hiệu quả. Thì sau quá trình cắt tỉa thì nó không làm si cây ha anh em, nó không làm sóc cây ha. Đó, thì anh em mình cùng xem ha. Và một tháng này trở lại anh em chúng tôi sẽ khảo sát lại và cây chúng ta nó sung á anh em, nó sung, thật chắc nó sung như thế này thì chúng ta sẽ sửa lại những cái nhánh nào nó ra những nhánh phướng thì chúng ta sẽ tiếp tục là sửa lại ha. Đây, xin mời anh em cùng xem. Đây, đối với cây này. Đó. Thì đối với cây này anh em xem ha, chúng ta đi phân khúc từ dưới lên thì cơ bản thì nó đã cũng đạt á anh em, nhưng mà cái nhánh này như thế này nè. Cách đây anh em chúng tôi đã cắt cái nhánh này, nhưng mà anh em xem nè. Do cái nhánh này nó nằm sát gốc nè, cho nên là khi mà lúc trước thì cắt thì nó nằm ở phía trên, nhưng mà khi mà cây chúng ta lớn cái nhánh này nó không có đôn lên anh em, nó nằm lòng sòng xuống đất ha. Thì như thế này nó sẽ làm cho cây chúng ta nó sẽ dễ bị nhiễm bệnh ha, cũng như là sau này nó sẽ không cho trái, không có đạt năng suất ha anh em. Thì chúng ta sẽ xử cái này ta bỏ luôn ha. Đây em xem ha. Đây thì sau khi chúng ta cắt xong chúng ta sẽ quét cái thuốc trị nấm bệnh lên ha, để chúng ta ngăn ngừa một số cái nấm nó sẽ xâm nhập vô cái vết thương chúng ta cắt ha. Xin mời anh Sơn chúng ta sẽ đánh ra. Thì qua nhánh này cũng vậy ha anh em. Đây anh em xem nè. Thì những cái nhánh này sau này nó sẽ mang trái không có đạt hiệu quả ha, và nó sẽ nằm ngay nó dễ bị nhiễm cái nấm bệnh nó tấn công. Thì chúng ta sẽ xử luôn. Chúng ta đảm bảo một cái vị trí là từ phía dưới đây, dưới góc ha, mặt mô chúng ta tiếp giáp lên đây, chúng ta sẽ chừa một cái khoảng vị trí khoảng chừng 4 tấc anh em ha. Thì chúng ta sẽ cắt khoảng như thế này. Đó. Thì từ cái khoảng đó chúng ta đã đạt rồi ha. Thì phía dưới chúng ta sẽ để trống, và trên này chúng ta sẽ cắt nó bỏ, thì chúng ta sẽ có dinh dưỡng nó sẽ đôn này, phía trên nó sẽ bung tàn bung tụt, đây rất là hiệu quả ha, sẽ đôn những cái nhánh này mang trái sau này rất là đạt. Thì vị trí chúng ta cắt á, chúng ta dọn từ phía trong, dọn ra những cái cành tâm cành khô á, thì chúng ta cắt tỉa sang kẽ nha, chúng ta không có lùa ở trong lùa ra. Nếu mà chúng ta lùa ở trong lùa ra nó sẽ làm cho cây chúng ta nó dễ bị sốc cây ha. Đó. Đây. Những cái nhánh mà nó nằm như thế này chúng ta có thể kéo dây được, ví dụ như cái nhánh này nó hơi phướng xíu nhưng mà nó là cái nhánh mang quả thì chúng ta dùng dây chúng ta kéo xuống như thế này được ha. Tại vì khi mà cái vị trí nó phướng này nè, anh em xem vị trí nó phướng nè, nó phướng không có nhiều. Đó. Một cái vị trí nó khoảng 45 độ thôi, nhưng mà về cái nhánh này anh em mình có thể sử dụng những cái dòng phân hút và những cái ta dùng dây chúng ta kéo được ha anh em, kéo xuống trên cạnh bên trái được ha. Cái nhánh này nữa nè. Chúng ta sử dụng những cái dòng phân hút để chúng ta kéo cái đọt này ra thì cái nhánh này nó sẽ mang trái chúng ta ha, nó nằm ngang ra. Cái nhánh này cũng vậy ha anh em, ta dùng cái thì chú Bự chúng ta sẽ tiếp tục sử dụng những cái dòng dinh dưỡng để mà kéo tiếp tục kéo cây này ra. Thì cái nhánh này bản thân nó hơi phướng nè, nhưng mà khi mà anh em kéo ra và chúng ta dùng dây chúng ta chặn thế này nè thì nó sẽ cũng ăn trái nha, nó phướng hơi thì vẫn đạt hiệu quả nha anh em, còn phướng quá nó cặp đôi. Thì giờ chúng ta sẽ đi cái cây tiếp theo để minh chứng cho anh em là khi mà cái nhánh chúng ta phướng quá bắt buộc chúng ta phải cắt tỉa. Đây anh em xem ha. Thì đây là toàn một cái vườn những hệ thống cây, hồi anh em chúng tôi sẽ đi giáp hết cho anh em xem là khi mà sử dụng cái dòng phân thuốc á, khi mà chúng ta cắt tỉa đều như thế, chúng ta sử dụng những cái dòng dinh dưỡng của chúng ta kéo cơ, chúng ta xử lý làm đọt thì chúng ta nó ra một cái cây rất là hiệu quả nha. Toàn cây anh em xem nè, anh em cùng chiêm ngưỡng nha, rất là đẹp, đều cây hết ha, cây nó ra nè, cây nó ra rất là đẹp ha. Nó khi mà nó ra như thế này, những cái nhánh mà phướng hơi á nó sẽ sạc ngang, là nó những cái nhánh ta nó đầm ngang thế này nó sẽ mang trái là hiệu quả nha, nó không có phướng nữa ha nè. Như cây này nè, thằng này bản thân nó cũng hơi phướng hơi nè, nhưng mà khi mà phun những cái dòng thuốc nó kéo ra nè anh em, là nó cũng sẽ mang trái rất là hiệu quả ha. Khi mà nó phướng hơi như vậy á mà nó không có sạc, anh em có thể dùng dây chúng ta kéo ra như vậy ha, nó cũng mang trái hiệu quả nha, chúng ta không cắt ha, ổn ha. Thì chúng ta hạn chế biện pháp cắt, nhưng mà những cái nhánh phướng như thế đó, nó sẽ quá phướng á thì chúng ta sẽ cắt. Như cái cây này thì chúng ta nó đạt hiệu quả chuẩn nè anh em, em xem ha. Đó, nhưng mà cái đối với cái nhánh này nè anh em xem, cái nhánh này ha, tuy rằng cái nhánh này nè cũng là cái nhánh mang trái nhưng mà nó đè lên nhánh này, thì bật anh em mình xem ngay cái điều kiện là chúng ta không cắt nha. Lý do tại sao chúng ta không cắt nhánh này thì anh em xem nè, phía này nó đang bị lép nè, bên này đang bị lép một cái tàn nữa anh em xem ha. Thì sau này chúng ta sẽ dùng dây chúng ta kéo nó ở đây, chúng ta làm cành mang trái này ha, chúng ta không cắt ha. Đó, chúng ta cần theo đầy đủ cái điều kiện mà cái tàn cây ha anh em. Đó anh em xem, mà bên đây chúng ta không có gì trí tàn nè, thì cái nhánh này chúng ta sẽ kéo ở đây, thì vẫn nó trồng chéo này nhưng mà ở đây không có tàn, chúng ta sẽ kéo ở đây nó làm trái ha. Đó, rất là đạt ha. Đây, bên đây cũng vậy ha anh em. Đó anh em xem ha. Đó. Đây thì chúng ta có hai nhánh là chúng ta để là chúng ta làm trái ha, tại vì bên đây chúng ta không có tàn, chúng ta vẫn giữ lấy hai nhánh này, tuy rằng hơi yếu mà, nhưng mà
khi mà anh em chúng tôi phun những cái dòng phân thuốc, chúng ta sẽ tiếp tục kéo những cái tàn này ra và chúng ta sẽ lấy hai tàn làm trái. Thì đối với cái cây này cũng ổn ha anh em, chúng ta không cần phải cắt tỉa thêm ha, toàn bộ hệ thống là cành mận trái hết ha, không có cái triệu chứng là nó có nhánh phướng nha. Nhưng mà anh em xem dưới đây, đây đó anh em xem nè, khi mà cái vị trí mà anh em xem những cái nhánh như thế này nè, nó gần cái gốc ghép mà chúng ta cũng phải xử nha. Nhưng mà anh em xem cái nhánh này nè, cái nhánh này khi mà chúng ta sử dụng cái dòng phân thuốc á, thì nó sẽ sau này nó không hiệu quả, lý do là nó sẽ mang trái là sẽ gần vị trí gốc nè, nó không hiệu quả. Khi mà chúng ta xử lý á, thì chúng ta phải cắt bỏ nhánh này ha, đây nó gần cái vị trí cái bầu ghép á, nếu mà anh em không cắt thì nó cái vị trí này nó liền là rất là lâu ha, chúng ta phải cắt để cho tập trung dinh dưỡng liền cái bo ra chó mèo ha. Đây đó anh em xem ha, đó rồi cái vị trí này á thì chúng ta khoan nó cắt nha, tại vì trên đây khoảng xa quá chúng ta không có nhánh, thì chúng ta giữ lại cái nhánh bên đây ha. Còn bên đây chúng ta đã có nhánh rồi, hiện nay nó gặn gốc ghép quá chúng ta phải cắt bỏ, còn bên đây nó gặn vị trí này thì chúng ta để lại đó, chúng ta không cắt nhánh này ha. Thì cái này khi mà sau này cái cây chúng ta nó lớn lên á, thì cái này nó sẽ đôn từ từ lên chứ không phải là nằm đây hoài hết anh em đó. Khi mà sau này cái cây mà nó lớn lên, nó nếu mà chẳng nằm cái chân vị trí mà gặn gốc chúng ta xử nó luôn, còn nếu mà sau này nó lớn lên nó đôn lên á, thì chúng ta giữ lại đó, ha. Còn cái nhánh bên đây thì nó gặn gốc ghép quá, đây có nhánh này chúng ta cắt bỏ nó. Đó, thì đây là một cái vị trí chúng ta cắt rất là hiệu quả ha. Đó, cách đây một tháng đã cắt sửa rất là đẹp ha anh em. Đây. Đây anh em xem ha. Thì cái cây này cũng tương đối là đó anh em xem nè. Đã trải qua được một lần cắt tỉa anh em xem ha. Đây cái vị trí nè anh em xem nè, nó không có cái vị trí mà nó không có cái triệu chứng mà nó làm tổn thương nha, nó liền rất là đẹp ha. Nó cái chân vị trí mà tiếp giáp nè, nó lớn nè, nó liền liền rất là hiệu quả ha. Đó. Đây chúng ta qua cái vị trí tiếp theo đây. Đó. Đó anh em xem nè, toàn bộ hệ thống là cái nhánh xả không ha anh em. Đó. Đây. Lý do trên đây chúng ta không có nhánh cho nên là vị trí chúng ta cắt lên tới đây ha. Tại vì nếu chúng ta cắt cái này thì nó sẽ bị lép cái tàn này, cho nên là mình căng theo tới đây vị trí này, càng cao thì chúng ta có cái tàn này thì chúng ta căng theo vị trí nhận đây. Chúng ta giữ tàn lại hai cái tàn này chúng ta làm trái nha. Thì cây này chúng ta cắt cái vị trí này ha. Thì đối với cây này cũng tương đối cũng đẹp. Đó anh em xem ha, thì cũng sử dụng cái dòng phân thuốc là nó cây nó lên rất là đẹp ha anh em, rất là tròn tàn ha. Đây mời anh em sẽ chúng ta sẽ đi để tiếp theo ha. Đây. Đây là ví dụ minh chứng cho anh em xem là cái nhánh này là nó sẽ không có mang, chúng ta không có sửa là chúng ta không có lấy dây kéo được nè anh em. Này lý do nè, cái vị trí tiếp giáp nè, nó rất là gần cái đọt chúng ta ha. Chúng ta chỉ còn cách xử nó thôi chứ chúng ta không có cái biện pháp nào mà chúng ta kéo được, tại vì kéo là nó không có hiệu quả nè. Nó kéo chúng ta nó kéo mạnh quá là sẽ tét ngay đây nè. Nó sẽ hại cây ha. Thì mình cái vị trí mình cắt là chúng ta phải cắt cho nó hiệu quả chứ không có dùng biện pháp là kéo được. Đối với nhánh là bắt buộc ta phải cắt ha. Thì anh em xem nè. Nó đang lắng đọt chính này nè ha. Đây. Đang lắng hai cái đọt chính ha. Cái đọt nó bự nó to cái đọt chính này anh em. Nhưng mà mình chăm sóc cái sầu riêng á, mình để anh em xem nè. Lấy dinh dưỡng hết trơn, cái đọt chúng ta rất là tái nè, nó mỏng tái nó nhỏ nè ha. Nó lấy dinh dưỡng nó dành, nó lấy dinh dưỡng hết trơn luôn, nó bỏ cái đọt ra rất là yếu ha, nó không có cái dinh dưỡng nó luôn ha. Thì giờ chúng ta phải xử nó đang cho cái cây xanh tập trung dinh dưỡng luôn cái đọt chính ha. Là vị trí anh em cắt nè. Thì càng về đọt chúng ta cắt, cái vị trí chúng ta cắt càng lên cao ha, chúng ta cắt sát quá là sẽ làm chi cây ha anh em. Chúng ta cắt cái vị trí này ha. Đây. Thì từ từ lên sau chúng ta sẽ sửa tiếp. Đó. Đây ha anh em xem ha, đây. Chúng ta cắt để ngăn cái dinh dưỡng nó không có tập trung dinh dưỡng vào đây để mà nó bỏ cái độc chính ta ha. Chúng ta cắt để dinh dưỡng chúng ta sẽ tập trung nó nuôi độc chính, nó sẽ làm cho độc chính chúng ta sẽ cung cấp dinh dưỡng, độc chính chúng ta sẽ mọc lại và nó sẽ đi lên ha anh em. Đó thì chúng ta mới có cái tàn đẹp nha. Và tiếp tục chúng ta sửa tiếp vị trí bên đây. Giờ đây nè anh em ha. Thì cái nhánh này nè. Như cái nhánh này chúng ta sẽ kéo được nè. Nó ngang với cái vị trí thân chính ta vuông gốc là phẳng bên trái. Nhưng mà cái nhánh này là chắc chắn ta không kéo được rồi. Tại cái nhánh này nếu mà chúng ta kéo nữa nó sẽ tét anh em ha. Thì chúng ta sẽ chọn cái biện pháp ta cắt để mà tập trung dinh dưỡng và nuôi cái đọt ha. Tại vì nó đang lắng cái đọt mà. Đó, ta lấy hai cái nhánh này bằng trái trước đi. Rồi chừng nữa cây chúng ta nó sẽ phát triển, ta sẽ tính tiếp. Đó, thì chúng ta sẽ quay qua cái vị trí tiếp theo. Là tương đối ha, như cái nhánh này anh em có thể kéo được nè. Đó ha. Chúng ta kéo ta lấy những cái dinh dưỡng ta sẽ tập trung nuôi nhánh này. Thì chúng ta không cắt nha, cắt cái này rất tiếc. Thì chúng ta sẽ kéo, ta sẽ phun những cái dòng dinh dưỡng ta kéo ra, chúng ta sẽ lấy dây kéo sau này nó sẽ mang trái hiệu quả phải ha, không cần cắt ha. Hãy vậy anh em ha. Thì cái cây này thì tương đối cũng ổn ha anh em. Đó. Đẹp. Ok nha, thì trên đây chúng ta chỉ cần lấy những biện pháp chúng ta lấy dây ta chặn thôi.
thì nó sẽ có những cái cành mang trái sau này nó đạt cái quả ha. Những cái nhánh nào phướng quá thì anh em mình phải cắt tỉa, chúng ta không có trồng biện pháp ta kéo ha. Đây cây này thì cũng ổn nha, nhưng mà cái đối với dạng cây thì lúc trước đã cắt đã hiệu quả rồi, cho nên là khi mà chúng ta chọn biện pháp chúng ta sửa là chúng ta không có xử lý nhiều. Đây. Đây, xong. Đó thì từng đó nha anh em. Từng đó. Được tháng khi mà sử dụng cái dòng phân thuốc để mà kéo cây á, thì cây rất là hiệu quả ha. Rất là đẹp. Đó, anh em xem rất là đẹp, rất là tròn đàn ha, không có cái dấu hiệu mà cây ta nó xiên ha. Rất là tốt. Đó. Đây, đây là vị trí này anh em. Khi mà cái vị trí cắt chúng ta tiếp giáp thế này á, sau này á, nó sẽ liền lại bằng cách cái chân vị trí tiếp giáp nè. Cái chỗ này nó sẽ to lên ha. Và nó sẽ liền với cái cành chính chúng ta, cái phướng nha, nó sẽ liền lại đây. Khi mà nó liền lại thì dưỡng nó sẽ cùng vào đây thì nó làm cho cái nhánh này sẽ mặt lên nó mang trái tốt ha. Đây cây này chúng ta ở vị trí như là dưới gốc thì nó đổn ha, chúng ta không có xử lý, chúng ta cắt bỏ ha. Đó. Thì sau này khi mà cây nó lớn lên nó sẽ đôn lên ha, ta không cắt bỏ. Khi mà nhánh nào nó cái vị trí tiếp giáp nó gần sát đất quá chúng ta không cắt bỏ. Những cái cành như thế này chúng ta có thể kéo được nè nè, nó ha, đó. Những vị trí này ta kéo được, đó, có thể kéo ngang, chúng ta làm thành món trái nha, đây. Đó, vậy ha. Đó. Đó. Rất là đẹp ha. Ta không có sửa nhiều, chúng ta chỉ đi khảo sát lại chúng ta những cái nhánh nào cần thiết chúng ta mới xử lý thôi. Nhưng mà đối với cái những cái dạng cây này thì chúng ta đã cắt tỉa là đạt hiệu quả rồi, không cần là thiết phải làm nữa. Đó. Rất là tròn đẹp ha. Lúc trước thì nó tới 2-3 cái đọt chính, nhưng mà sau khi cắt tỉa đã chừa là những cái đọt chính thì nó sẽ cung cấp dinh dưỡng, nó sẽ nuôi đầy cái đọt ta, nó hiệu quả ha. Không cần thiết chúng ta phải cắt nữa. Đây cây cái này ha. Đây. Này cây này anh xem ha, đây. Rồi cây này nè. Cây này nó ở cái vị trí tiếp giáp này anh em xem ha. Thì đây nó rất là nhiều, nó có trồng chéo rất là nhiều, cho nên là khi mà anh em chọn á thì lúc trước là cắt vị trí này, nhưng mà cái cây này sau này nó lớn nó sẽ đôn lên, nhưng mà chúng ta có hai vị trí này tiếp giáp rất là gần ha. Nhưng mà khi mà để trái anh em không có để trái nó hai cái nhánh ta gần quá thì chúng ta sẽ cắt bỏ một nhánh để chúng ta chừa lại cái nhánh khác để nó mang hiệu quả cao ha. Này. Ta cắt vị trí này ha. Đây. Đó. Thì chúng ta cắt vị trí này nó dinh dưỡng nó sẽ tập trung những cái nhánh như thế này, nó sẽ đem lại dinh dưỡng cho chúng ta. Đó, những cái nhánh mang trái nó sẽ đạt hiệu quả cao ha. Đây. Này. Đây là những cái nhánh tâm này chúng ta cắt bỏ bớt. Đó. Bên này thì vị trí này chúng ta sẽ kéo dây qua thì chúng ta sẽ làm cành mang trái ha. Tuy rằng đây là một cái nhánh, nhưng mà anh em xem nè, cái nhánh hai cái nhánh này nó chồng chéo nhau nè, chúng ta cắt bỏ nhánh ha. Đây. Ta sẽ lấy cái nhánh này qua đây, cái nhánh này xuống đây nó làm cành mang trái ha. Đó.